Phương rồi nhá, hello anh mọi người. Nay Phương sẽ nói về cái điện áp nha. Nếu mà để mà chúng ta làm được á, thì cũng giống như Phương nói á, mình cũng phải phải biết hết cái đã, mình phải chuẩn bị cái đã, chuẩn bị các kiến thức về nó cái đã, rồi mình mới tiến hành làm. Tại sao mà Phương nói cái này? Tại vì á, để mình phải hiểu được là điện áp là như thế nào. Nó điện áp nó gồm có gì? Điện áp pha, điện áp dây. Thì điện áp pha là sao? Điện áp dây là sao? Và cái cách đo và cách nhận biết. Và ở trong gia đình của mình thì mình gọi là mình đang sử dụng điện áp gì? Đó. Thì hôm nay Phương sẽ giải quyết cái vấn đề đó cho mọi người nha. Thì nó đây, nguyên cái lọt này của Phương là Phương đã cho mọi người có thể dễ dàng hình dung được câu chuyện ha. Và thêm một phần nữa là cái vấn đề mà 3 pha 5 giây là như thế nào. Đó, Phương có một cái sơ đồ này. Đó, chút xíu Phương sẽ nói. Giờ Phương sẽ nói trước về cái điện áp pha, điện áp dây cho mọi người hình dung cái đã. Tại sao mà nó có 5 giây. Đó, ha. Thì giờ mình bỏ vấn đề đó đi, mình đừng quan tâm vấn đề đó. Đây, thì Phương có làm sẵn đây. Phương không có cái dây màu nên là Phương có cái chụp dòng màu thôi. Mọi người chịu khó coi nha. Đây, đỏ, vàng, xanh thì các bạn giống như màu tiêu chuẩn vậy đó. Thì cái sợi dây nó xuống là cứ đỏ, vàng, xanh, còn không thì nếu như mọi người không có, không cần phải vậy đâu nha. Người ta bấm cái đầu code xong, người ta chụp cái dòng màu vô đỏ vàng xanh thì mặc nhiên nó là đỏ vàng xanh. Còn ở cái thanh này nè, là trong cái tủ á, trong cái tủ điện á, các bạn có thể thấy á, là nó sẽ kết lên, nó sẽ dở lên như thế này nè, nó có cục sứ nó dở lên. Còn một cái thanh á, là nó bắt vô ngay tủ điện, cái này gọi là nguội, cái này gọi là te. Đó, cái này gọi là cái dây này nó hai màu nè, xanh trắng như các bạn. Thì hiện tại là mình cũng đang làm một cái bảng giống như trong tủ điện vậy đó, mô phỏng một cái bảng ha. Nó cũng hơi hơi khó nhìn, không biết là các bạn nhìn quen không, chứ mình thì mình bình thường. Không nghĩ các bạn nếu mà chưa chưa có nhìn quen thì sẽ rất khó. Thì bây giờ bắt đầu là mình chuyển qua cái giai đoạn là xác định điện áp pha, điện áp dây nha. Đây, để làm chi, để mình biết ở nhà mình đang xài cái gì đó. Thì điện áp pha là gì? Pha là pha này pha nọ đó ha. Thì đây nè, giờ mình đi bật điện cái đã, mình bật điện xong mình đo cho các bạn coi. Thì cũng giống như mình có nói với các bạn rồi đó, là đúng không, mình có nói rồi là trước trước khi mình làm á, là mình phải đo nè cái thứ điện này đúng không, đo nè, đo lên nè, các bạn thấy không, đỏ nè, nè sáng đỏ lên nè, đó đúng không, đỏ nè đó. Ba cái sợi dây đều là đỏ hết. Đây là 3 pha nè. Đó, đây mình đang vô một cái nguồn 3 pha 5 giây cho các bạn coi luôn, rồi cụ thể luôn á. Biết nhiêu thôi chứ mà 3 pha 5 giây đầy đủ á. Đó, 3 pha nè. Đó, thấy không? Ở đây là nguội, ở đây là te, đủ nha nha. Rồi, bắt đầu là mình xác định cái điện áp pha là gì. Pha nè. Các bạn lấy một pha, ví dụ như nhà các bạn nha, có thấy 3 pha mặc kệ nó, mình cứ lấy một pha ra mình xài để mình đấu vô cái đồng hồ á, cái đồng hồ một pha hồi nãy á, pha nào cũng được. Đây ha, các bạn có thể coi này nha. Đây đó, bây giờ mình chọt luôn cái này nó xuống dưới đây đi, tại vì mình không có tay giữ cho các bạn coi. Đây nè, mình chọt một sợi xuống dây nguội ra ha. Đó, mình chọt một sợi xuống nguội rồi thì giờ còn một
một sợi nữa mình chọt vô pha bất kỳ để cho mình mà mình lấy một pha ra cho bạn coi này, điện áp pha nè, này nha các bạn thấy gì chưa, đúng không? Mình chọn cái nữa, mình chọn cái một lỗ nè, pha đỏ nè đó, giờ mình chọn pha vàng cho các bạn coi nè, vẫn cấm dây nguội đi nha, cái dây nguội là mình vẫn cấm nha, đừng đụng với dây te nha, đụng với dây te nó nổ à. Đây mình thấy không, tiếp theo đó, đây luôn ba pha đó, cái đó là ba pha đó, điện áp pha. Và giờ mà các bạn mới nói là điện áp dây là như thế nào thì đây, để đến cái dây của nó thì hai dây đo lại với nhau cái này nè, mình giải quyết cái vấn đề nè, điện áp dây nữa các bạn thấy không, 390 mấy nè, đúng không? Đó, mình chọt vô hai cái lỗ nè, nè đúng chưa, mình chọt vô hai lỗ nè, các bạn hình dung không, cứ chọt cái hai lỗ đó là điện áp dây đó nè, chọt cái hai lỗ bất kỳ lúc nào cũng được á, nó lên thôi đó, nó lên đó nè, lỗ đầu lỗ bìa đó, đúng chưa các bạn thấy không đó, cái đó là mình Phương đã nhận biết được điện áp pha, điện áp dây là gì. Còn tiếp theo cái cách đo rồi đúng không, nhận biết rồi, tiếp theo trả lời cái câu tiếp theo nữa là ở hộ gia đình chúng ta sử dụng điện áp này gì, thì xin thưa đó là điện áp pha, chúng ta chỉ sử dụng pha một pha là 220 thôi, chúng ta không có sử dụng nhiều đó ha. Hiện tại đây nè, mình cứ trích ra một pha mình xài, thì để Phương sẽ làm tiếp, bữa nào rảnh Phương sẽ làm tiếp một cái clip nữa giới thiệu cho các bạn là câu móc ở điện lực á, nó cũng vậy thôi, nó ở trên các bạn có thấy điện lực á, nó có ba cái sợi dây ở trên, nó đầu nó hạ xuống, nó cho vô nhà mình chỉ hai sợi đúng không, nó cho vô nhà mình hai sợi thôi, thì đó đó, thì hai sợi đó là điện áp pha đó ha. Thì hôm nay là clip này của Phương á là chủ yếu là để giới thiệu cho các bạn biết là điện áp pha là gì, điện áp dây là gì, và cách đo nhận biết rồi hộ gia đình chúng ta như thế nào. Thì clip của Phương này là đến đây có kết thúc, thì hy vọng mọi người biết được là mình đang sử dụng như thế nào và mình đo là cách đo của mình như thế nào. Thì do Phương có nói là nếu như anh em chúng ta đã quyết định làm điện hay nhà hay là chỉ gì đó thì nên mua một cái bộ đồ nghề đó, nên là phải có dứt cái điện, có đồng hồ, nên mình về mình đo đi cho biết, thì cứ đo lên 220 thì biết nhà mình đủ điện rồi. Còn điện, cái này là điện ở ngoài nè, nếu mà nhà nào có điện 3 pha, tại vì có một số cơ sở xí nghiệp á thì họ sẽ đăng ký điện 3 pha để họ xài, để cho nó tiết kiệm điện rồi này nọ nữa, đúng không, nó mạnh điện đó, họ sử dụng những cái máy 380 á, nên là họ phải có những cái này, cái máy của họ là máy 3 pha thì phải có cái này mới xài được, chứ còn một pha thì thua họ mới xài được ha, nên là họ đăng ký 3 pha để họ vô họ xài các đơn vị kinh doanh này nọ đó. Rồi, video của Phương đã đến đây đã kết thúc, hy vọng chia sẻ cho mọi người hiểu được phần nào về chút xíu thêm về điện áp là gì ha. Rồi, hẹn gặp mọi người ở video sau.